Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Roman Reigns Elite 51 và mô hình WWE Braun Strowman Elite 52. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Roman Reigns Elite 51. Mô hình WWE Roman Reigns Elite 51 gồm có mô hình Roman Reigns, một giáp tháo rời, một đai WWE United States Champion, một đế và một diorama background đây các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Roman Reigns. Đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Roman Reigns. Đây các bạn, và đây là tem WWE. Đây các bạn. Ngoài Roman Reigns thì dòng WWE Elite 51 chúng ta còn có các mô hình sau: Sami Zayn, AJ Styles, Mankind, Scott Hall và Berserker. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Braun Strowman Elite 52. Mô hình WWE Braun Strowman Elite 52 gồm có mô hình Braun Strowman, một cán cứu thương có bánh xe, một đế và một diorama background để các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Braun Strowman. Đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Braun Strowman. Đây các bạn, và đây là tem WWE. Đây các bạn. Ngoài Braun Strowman thì dòng WWE Elite 52 chúng ta còn có các mô hình sau: Xavier Woods, Kofi Kingston, Seth Rollins, Ken Shamrock và D'Lo Brown.
Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Roman Reigns Elite 51 và mô hình WWE Braun Strowman Elite 52. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.